Chào mừng anh em trở lại với kênh Cách Nói Tiêu Dùng. Hôm trước Thành đã giới thiệu với anh em một con máy bắn vít, đó là con DCF601. Thì hôm nay sẽ giới thiệu với anh em một con nữa, đó là DCF801. Nó cũng nằm trong dòng Xtreme mới của DeWalt luôn. Cái dòng này là một cái dòng hướng tới anh em cần sự gọn nhẹ. Dù pin của nó chỉ là 12V thôi, nhưng mà sức mạnh nó rất là tốt, vượt trội so với những con 12V đã từng xuất hiện trước đây ở trên thị trường của bất kỳ các hãng nào khác. Hai con này có sự khác biệt nha anh em, khác biệt rất lớn là đằng khác. Tí xíu Thành sẽ tiết lộ cho anh em. Dù tụi nó đều là dòng bắn vít, đều có tên mã đầu tiên đó là DCF hết, nhưng rất khác biệt. Chi tiết như nào chúng ta cùng đi tiếp nhé. Đầu tiên Thành cũng sẽ mở hộp con máy DCF801 này ra để anh em biết trong hộp có gì. Đầu tiên là cái hộp nè, nó cũng là cái hộp rất xịn của DeWalt, có ngàm để anh em có thể nối những cái hộp tương tự với nhau. Và ở bên trên này nè anh em, có một chỗ rất thú vị là cái chỗ có cái miếng giấy này nè, anh em có thể nốt tên của anh em hoặc là tên của cái loại dụng cụ của anh em vào đây để anh em phân biệt các cái hộp với nhau cho dễ. Khóa bằng sắt nè. Mở ra chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành, một thân máy đã lắp sẵn một pin 2.0 ampere giờ, thêm một pin nữa, một cục sạc. Cục sạc này thì sạc đầy viên pin này trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Và anh em sẽ có thêm một cái móc để anh em có thể vặn vào bên hông của máy để anh em treo đó. Khi anh em mua máy thì anh em nhớ hãy kiểm tra tem chính hãng ở trên thân máy, có chỗ để anh em cào số series kích hoạt bảo hành. Và máy được bảo hành chính hãng 3 năm. Anh em nhớ hãy mua những địa chỉ uy tín để được hưởng đầy đủ chính sách của hãng, cũng như không mua làm hàng giả hàng nhái. Anh em có thể thấy ở đây ha, máy cực kỳ nhỏ gọn. Thân máy thì nặng chỉ 800g và chiều dài của cái đầu này là 13cm. Và thiết kế rất đẹp, cao cấp, giống như những con khác của dòng Xtreme bữa giờ luôn ha. Bọc cao su rất nhiều đó, cao su dày luôn nha, và chống sóc rất tốt. Về cấu tạo nó cũng gồm có một cò điều tốc. Lên trên chúng ta có một nút đảo chiều. Lên trên đây đặc biệt nhất chính là cái nút bấm để mà đổi chế độ. Đây là chế độ Precision, chế độ Low và chế độ High. Ba mức tốc độ khác nhau nha anh em. Ở chế độ Precision á, thì tốc độ tối đa của nó là 950 vòng trên 1 phút. Chế độ Low là 1950 vòng. Và ở chế độ High tốc độ tối đa lên tới 2850 vòng trên 1 phút. Lực vặn của nó cũng tăng từ từ ở 3 cấp chế độ. Tùy vào anh em muốn sử dụng chế độ nào thì anh em lựa chọn bằng cách anh em bấm ở đây. Tới trước đây chúng ta sẽ có một cái vòng 3 cái đèn LED để chúng ta có thể chiếu sáng cho anh em sử dụng. Khá sáng nha. Khoảng 10 giây sau thì nó sẽ tự tắt nếu anh em không bấm nữa. Tới trước nữa chính là cái đầu gài 1/4 inch của máy. Và gài thì rất dễ dàng, anh em chỉ cần nhét vào thôi. Bất kỳ cái đầu lục giác 1/4 inch nào cũng được. Nhét vào, lấy ra. Nhét vào kiểu này rất tiện nha anh em. Không như những hãng khác là anh em buộc phải nhấc ra thì anh em mới nhét vào được nè. Hãng này rất là hay ở chỗ đó. Xuống dưới thì là khoang đựng pin. Muốn rút pin ra thì đây. Pin 2.0 ampere giờ. Rất ok. Với mức giá này khoảng 3.4 triệu mà anh em có hai cục pin 2.0 và một máy không chổi than thì đã quá ngon lành luôn nè. Lực vặn lên tới 160 Nm rồi. Để Thành giải thích chi tiết hơn tí xíu về ba cái chế độ này. Đầu tiên là chế độ Precision thì tốc độ nó chậm nè anh em. Anh em để ý nè, chậm nè. Đó. Và vào tới một cái thì nó sẽ dừng một cái ha. Nó đóng búa cũng rất là từ tốn. Đó, nó đóng cái rồi nó dừng nha anh em. Đóng nhẹ cái rồi nó dừng để cho chúng ta kiểm soát tốt hơn cái con vít của mình và không làm hư cái ren cũng như là hư cái vật liệu. Tiếp theo Thành chuyển qua chế độ Low nè. Tốc độ nhanh hơn nè. 1900 vòng trên 1 phút nha anh em. Đó, đã rất nhanh rồi đó. Nhưng mà chuyển qua chế độ 2 nó còn nhanh nữa. Đó, tốc lực luôn. Đó, đóng búa mệt nghỉ luôn. Đó là chế độ Low và chế độ 2. Đóng búa thoải mái. Con này sử dụng pin chỉ 12V thôi nhưng mà nó cho ra công suất là 200W nha anh em.
nhịp búa đập tối đa là 3.600 lần trên một phút. Lực vặn của máy lên tới 160 Nm là rất là mạnh nếu như anh em so với những con bắn vít 12V khác ở trên thị trường. Những con khác chỉ rơi vào đâu đó tầm khoảng 100-110 thôi. Đầu tiên, Thành sẽ test ba bắn vít nha anh em, là cái công năng chính của cái máy này, dùng để bắn những cái con vít cứng này nè. Thì đây là những con vít khá dài và Thành sẽ bắn thử nè. Đó, nó đóng búa vậy đó. Và cái tay của chúng ta nó không hề bị quăng. Rất dễ chịu ha. Đó, cái tay nó không quăng một chút nào luôn. Còn như hôm trước anh em coi Thành bắn bằng con này á, thì cái tay nó bị quăng nha. Hôm trước thì con DCF601 thì không bắn lúc được con này. Nhưng mà hôm nay thử coi con này bắn lúc không. Với lực đóng búa tới 160 Nm thì nó bắn lúc mấy con này hết. Tiếp theo Thành sẽ bắn mấy cái con vít gỗ này ha anh em. Mấy con vít này thì cái đầu của nó là đầu Philips ha, bốn cạnh nè. Thì cái máy này có lợi thế là chúng ta bắn sẽ không cần phải đè nhiều, mà con vít nó sẽ tự nó đi vô, nó không có bị trượt nha. Chúng ta cũng không cần giữ luôn, cái tại vì cục gỗ chúng ta hay là cái thân máy này nó không bị quăng. Đó là cái khác biệt giữa cái máy mà có búa impact và cái máy mà không có búa impact. Bên đây thì nó chỉ có các cấp trượt thôi, nó không có cái búa đóng như bên này. Đó là sự khác biệt cơ bản. Con này thì nó giống như một con máy khoan pin thông thường thôi, nhưng mà cái đầu của nó là đầu khác. Con này không có impact nha anh em, phải lưu ý cái vấn đề đó. Máy này khoan gỗ cũng rất ok nha anh em. Anh em chỉ cần dùng cái mũi khoan có chuôi lục giác ghim vô là khoan thôi. Bắn tôn thì cũng rất dễ dàng thôi ha. Về độ êm thì anh em có thể nghe cái tiếng máy nè, rất là êm ái luôn. Cầm trên tay thấy rất êm nha anh em. Và cái độ rơ của đầu vít cũng ít à, khá là ok. Với mức giá chỉ có 3.4 triệu mà anh em đã có trong tay một cái combo một thân máy 2 pin 1 sạc với lực vặn lên tới 160 Nm, pin 2.0 Ah, rất là ok luôn nha anh em. Rất ngon lành và đặc biệt nữa là xài động cơ không chổi than nữa, bền bỉ và máy chạy rất là êm. Nếu đầu tư thì anh em đầu tư luôn cái series The War Extreme này 12V nhưng mà xài rất là ok. Những con máy bữa giờ Thành review đều rất ngon lành. Nếu anh em quan tâm và muốn mua những máy này về xài thì anh em có thể để lại số điện thoại bên dưới phần nhận xét, Kết Nối Tiêu Dùng sẽ gọi lại cho anh em, hoặc anh em mua trực tiếp trên website kếtnối tiêu dùng.vn, hoặc anh em có thể ghé trực tiếp 106 Tái Thiết, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh để mà sờ tận tay và test máy luôn. Ở đây thì có rất là nhiều loại máy để anh em so sánh và tham khảo. Mua hàng Kết Nối Tiêu Dùng thì cam kết 100% là hàng chính hãng. Nếu anh em phát hiện hàng giả hàng nhái thì bồi thường cho anh em 1 tỷ đồng. Kết Nối Tiêu Dùng ship hàng toàn quốc và ship nhanh ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1 tới 2 giờ đồng hồ. Có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em cứ để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết clip này, đừng quên cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký nếu như anh em chưa đăng ký kênh, để không bỏ qua bất kỳ một clip nào về máy móc hay là chương trình khuyến mãi sắp tới của Kết Nối Tiêu Dùng. Xin chào và hẹn gặp lại.